phải khoan 10, 12 và 14. Lấy 14 được không? Có lấy 14 được không được cô lấy? Có, phải lấy 14. Khoan là khoan inox gì? Khoan inox mà. À, dùng phải nước vào nhá. Nước, nó nước hạn, thoải mái phải luôn. Phải nước. Nhưng mà để xem nó có tốt hơn cái kia không? Không, hạn mùi đấy. Không có nước mà hạn mùi lắm đấy. Khoan không phải là khoan 2-3 lỗ hay là mấy chục lỗ hay là mấy trăm lỗ, con này là mấy nghìn lỗ, 6.000 lỗ mà lại nhân 3. Nó khoan nhiều quá. À có một cái loại mũi là nó cũng mạ nhưng mà có nhiều cái màu bạc hơn đúng không? Hãng sản xuất một hãng sản xuất đâu. Nhưng mà nhà không bán cái này là thợ nhiều người, cái này... người ta mê thích rồi. Mình cứ phải duy trì thôi. 14. Nhiều hãng sản xuất lắm, 14 đây. 14 thì là giống cái cháu hay mua. Ừ. Đấy, 14 nhưng mà cũng là tốt cả đấy, Avalet này. Ê, kéo đấy, cháu sẽ làm 14. À đây cháu mua đang dùng cái loại này. Cháu đang dùng cái này. Thì cái hai cái này khác nhau này. Đúng không? Cái 14 cái này màu vàng này hơn. 14 loại này hết, cái này thì nó lúc nào cũng đắt hơn cái này một chút. Mười bốn này thì bao nhiêu tiền? 14 là 125.000 được. Còn cái 10 thì là 10 là 70.000 này. Mười phẩy năm đấy là 10.5 đúng không? Còn là 70.000. Còn 12 là 95.000. Và cái này mũi là màu vàng hơn. Chỉ nữa để khoan này như nào. 12 thì xem bà xem có cái 14 xịn không thì là chiều gọi cháu cái hoặc là ngày mai cũng được. Cháu ơi, tức là cái 14 cô đang hết. Thì là bảo là gọi hôm nay hoặc là ngày mai. Khả năng còn cái đây. Vì cái này cháu đang có đang ở nhà. 18 khách đi 14 đây là khả năng đây. Thì so. Cháu nhìn lại cái chuôi đây. Đúng rồi. Mê ly rồi. Nhìn là đủ bộ rồi. Ok. Thế là cái này là đắt hơn nhá. Cái này bớt lại nhá. Bỏ bớt cái này đi. Nhất trí. Bớt này đi. Đấy. Bớt cái này đi. Giữa hãng này nó khác hẳn đấy. Cháu lấy 3. 10 à? Thế thì cái 10 này cháu cũng bỏ luôn. 10.5. 10.5 cháu bỏ luôn. Đó. Vì cháu được, ở nhà được. Có 12 rồi. Được. Với là 10 có rồi thì lấy 2. Đây, 2 cái đi. 2 cái này. 95 cộng với 175. Đúng rồi, 2 cái này thôi. Còn cái kia có rồi. Thử xem cái mũi hịn này nó như thế nào. Dạ. Rồi ok. Để thử xem nào. 175 cộng 195 là gọi là 18. Cái mũi inox vừa đi mua xong ấy, mũi hịn ấy, thử xem nó như thế nào. Nó ăn cắp được giai đoạn từ 8 lên 10 không, nếu mà được thì là chuyển từ 12 lên 14 luôn. Đây thì xong rồi. Hết cơ rồi đúng không? Lên một cây thôi được rồi. Thế thì được rồi. Đây. Để lắp cái con nở này các bác nhé. Thì trước bên dự án là đưa cho mình khoan. Cái này là khoan 12 thôi. 12 thì không lắp được cái nở. Cái nở xanh này vào. Rồi chuyển sang 14. Cắt ở giai đoạn thì được thì đỡ mất thời gian. Nháy thôi. Đấy, khoan từ từ nháy thôi. Ok. Được. À, quay lại, bác quay lại chưa? Chưa ấy à? Rồi. Rồi, bác phá, đúng rồi, phá xong bên này. Đó, phá bên này. Ok. Đến máy thì phá đi. Bác phải khoan tim vào thì thằng 14 nó sẽ chính xác. Đúng rồi. Nếu mà anh khoan lệch như thế này là thằng 14 nó chém hết luôn. Thế thì anh cắt giai đoạn luôn chứ hơi đâu mà qua tán nữa. Đúng không? Thế là thành 14 và 12 lên 14 luôn. Cũng có thành nháy nó thôi, anh cứ nháy nó đã. Chưa, bao giờ nó phòi cái ra cơ. Nữa. Đấy, nghiêng vừa thôi là được. Nghiêng vừa thôi là được.
Thấy chưa, anh nó chưa phá thì anh chưa nghiêng được. Thì cái bao kia to quá, nó bị kẹt. Đấy, phải phá xong đi đã. Cái này nháy nháy thôi, bắp nhớm nhớm. Cái này bắp xuống bao giờ nó phá, có cứt phòi ra đi đã thì bắt đầu nghiêng. Nghiêng sang bên kia, nghiêng sang bên này. Rồi, bây giờ thủng thôi, xuống thôi. Cái này thì khoan được, này thì chạy được anh nhìn ạ. Này chạy được. Này thì đúng rồi, phải khoan ăn. Thế thì bây giờ đi mua cái mũi này luôn thôi. Đúng không? Hay là để khoan đứt cái mũi này hỏng đi ra xong rồi mua. Mà còn lâu nó mới hết đúng không? Anh nghĩ là khoan này rất là nghiêng. Nếu mà nghiêng lên hại mẻ mũi. Đây này khoan thẳng. Thử anh cứ thử khoan thẳng, không nghiêng lên thì mới chuẩn đấy. Đúng kỹ thuật khoan, nếu mà khoan thẳng anh khoan ít đấy. 1-2 lỗ thì được. Đấy. Bác cái này nhớm nó chỉ có một cần một đốt nhỏ thôi để anh biết được là cái chỗ đấy là được. Anh cứ khoan đi. Cứ xuống nó đi, xuống nó đi. Rồi, nghiêng đi, nghiêng nhẹ nhẹ thôi, nghiêng nhẹ sang nghiêng bên kia. Còn vấn đề là nó vẫn sắc hơn. Vấn đề là sắc hơn. Nó sắc hơn cái mũi kia. Nhưng rất là nhiều. Nhưng mà cái thằng này phải nghiêng thì nó mới không bị kẹt. Không nghiêng hay bị kẹt. Không nghiêng là bị kẹt luôn. Đây chỉ tí anh con khoan thẳng cho xem nhá. Nghiêng thì nó bị kẹt anh Thiệp ạ. Nghiêng nó bị kẹt, còn khoan thẳng. Đâu anh cho nó thủng đi, chưa thủng. Thằng đấy chưa thủng. Cuốn luôn. Để thế thì anh thử khoan thẳng như thế nào, hay là nó hiện thì nghiêng mũi xịn quá thì nó sẽ được luôn chẳng hạn. Đấy, thẳng không được anh ạ. Thẳng là không được anh không nhận không, thẳng là không được, đúng cái chuẩn nó phải nghiêng một tí. Phá nghiêng sang bên này, nó đang không cân, nó phá nghiêng sang bên này. Rồi, rồi. Đấy, thế thôi, xuống từ từ thôi, nó sắp thủng rồi, xuống từ từ thôi. Được rồi, thế bây giờ thì có chuyển từ 12 lên 14 nhá. Được đấy. Đấy, thì bây giờ mình không phải là khoan 1-2 nghìn lỗ mà là 10.000 lỗ thôi. 6.500 mà nhân đôi. Hơn 12.000. Là 12.000 lỗ. Đó. Nên bây giờ chuyển thế sau, ăn đóng cái ăn đóng mạnh tay một chút. Tùy anh, đấy là theo cảm nhận của anh là anh đóng như nào thì anh biết. Nên là anh phải đóng lại cái nút cũ này. Thì thôi nha, thì bây giờ chuyển từ ăn cắp giai đoạn là từ 14 lên 12 lên 14 nha. Hai loại nha các bác nhé, các bác chọn đúng cái loại hộp xanh mở ra nó ngả vàng này, 95.000 thôi. Cái này là 82.000, lệch cho 13.000. Mà nó dùng nó cực tốt. Đấy, anh em nào chưa biết thì cứ mua một khoan inox xịn thì cái loại này nhé. 95.000. Bác xem video là nhớ ấn một like và một nút chia sẻ cho anh em cơ khí nhé. Thì anh em biết là cái mũi khoan inox này là nó tốt. Để anh em dùng, em không bán đâu các bác, không bán mà cũng không quảng cáo cho ai cả. Đây là chỉ chia sẻ cho anh em bên cơ khí thôi. Để dùng cái mũi khoan này là nó tốt. Khoan inox nhá. Chứ còn khoan sắt với là khoan gỗ không nói đấy. Cái loại đấy nó dễ quá.
vì em khoan nó quá nhiều đi thì em dùng cái này là em thấy tốt. Thì thợ em khoan cả máy to nhé, khoan cả máy to máy nhỏ đây, khoan cả máy to. Đấy, máy là máy của Hồng Ký em vừa mua nhá. Cái máy này DK08 hay gì đấy, lâu lâu em không nhớ. Một cái máy to khủng bố này thì máy to, máy này thì công suất thì lớn rồi. Đấy, dùng cái máy này. Đấy, anh em thì chia sẻ cho anh em là cơ khí là dùng cái mũi khoan hộp xanh và mình mở ra nó vàng này này. Đấy, 95k thôi nhá. Rồi video em đến đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bác đã xem video. Bác nhớ ấn một like và một nút chia sẻ cho anh em cơ khí để biết cái mũi khoan tốt nhất này để anh em cùng dùng các bác nhá. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.